Chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với Tung Tăng TV. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chợ Thâm Quyến, một cái khu vực chợ bán hàng điện tử lớn nhất Trung Quốc. Không những là điện tử mà còn rất nhiều đồ hàng khác. Thâm Quyến hay là Thẩm Quyến thì tùy theo cách gọi của các bạn. Và chúng ta sẽ xem phía bên ngoài này thì đa số đồ hải sản rất là nhiều, cũng như là những món ăn đặc trưng của Trung Quốc. Và nhắc đến cái tên Thâm Quyến thì không ai còn xa lạ, bởi vì người buôn hàng điện tử Trung Quốc thì rất là biết rõ về điều này. Đặc biệt là những mặt hàng điện thoại thì Thâm Quyến được gọi như là khu chợ trời khổng lồ của Trung Quốc. Và chúng ta sẽ tiến sâu đi về phía bên trong của khu chợ này. Ở phía ngoài thì các bạn có thể mua được những mặt hàng khá là đắt tiền, và chúng ta hoàn toàn có thể trả giá khi bước chân vào trong chợ. Đối với Việt Nam chúng ta thì có thói quen trả giá, nhưng mà ở Trung Quốc thì cái vấn đề trả giá thì ví dụ như chúng ta mua một món hàng tầm khoảng 100.000, chúng ta có thể trả với mức giá tầm 40-50.000, chúng ta toàn trả xuống dưới gấp đôi là hoàn toàn được. Riêng khu vực Thâm Quyến thì chúng ta đã biết rằng thành phố này thì có hệ sinh thái hoàn chỉnh và có thể cung cấp mọi thứ cần thiết cho các công đoạn sản xuất điện tử tại chỗ. Và Thâm Quyến cũng là thành nơi quy tụ nhiều nhà sản xuất công nghệ cao và tất cả những công ty công nghiệp. Chúng ta đi khám phá khu chợ này để có thể xem cũng như biết được cái nguồn gốc, và cũng có thể thông qua đó thì một số bạn có thể mua được một số mặt hàng để về mình kinh doanh chẳng hạn. Đây chính là thủ phủ của tất cả những cái món đồ cũng như đồ trang sức này, giày dép, áo quần, đồ điện tử, mọi thứ, và Việt Nam chúng ta nhập về rất là nhiều. Ở đây tuy hôm nay trời mưa nhưng mà các bạn có thể thấy là hầu như các nam thanh nữ tú, rồi là những người khách du lịch ghé qua đây để có thể đi vào trong chợ để tham quan. Và chúng ta cũng vậy thôi. Các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tung Tăng TV để đón xem các chuyến hành trình tiếp theo nha. Và khi đến Thâm Quyến thì các bạn sẽ thấy các cửa hàng điện thoại hay là những cái cửa hàng bán đồ linh kiện điện tử, áo quần nó nằm san sát nhau và không có một cái kẽ hở nào. Vâng, các bạn thanh niên cũng đang tranh thủ tự sướng. Lên tầng 3 này là đi vệ sinh lần này. Tức là người bạn của mình đang còn bị bí, cho nên là mình đang còn hướng dẫn cho đi vào cái khu vực đấy thì vừa ăn uống xong sau đó chúng ta có thể đi vệ sinh được. Bởi vì sao chúng ta rất là khó đi vệ sinh ở khu vực này? Đơn giản là bởi vì chúng ta không biết tiếng Trung Quốc mà chúng ta chỉ biết tiếng Anh thôi. Các bạn lưu ý điều đó. Đây là một cái gian hàng bán đồ như là tất, những cái đồ nữ trang. Vào cả những cái chợ hàng bình dân, rất dân dật, và đi một vòng luôn cho tính nhanh đi, đi cho biết. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng dạo chợ để có thể nắm bắt những cái gì mà chúng ta yêu thích. Và lưu ý rằng ở đây thì chỉ có thanh toán bằng tiền nhân dân tệ. Nếu như các bạn mang theo cái visa thì rất là khó thanh toán ở đây. Và chúng ta lưu ý là ở đây thì rất là đông người, cho nên chúng ta cẩn thận kẻo mất cắp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dạo chợ thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ hoa mắt. Đúng không? Có nhiều hơn. Ờ. Nó ra kiểu dạng giống chợ Đông Kinh. Ờ mấy đây đâu rồi. Xem phim mới ấy đâu bọn nhóc mà livestream iPhone. iPhone đi như thật luôn. Hả? iPhone. À, we speak English, đi. iPhone này. Kia cái gì à? Là rẻ. À đây rẻ. Có loại máy mà rất nhiều sim. Lần tôi còn mua được cái máy lắp 3 sim luôn. Lắp 3 sim. Máy này á. Lắp 3 sim. Đi cái máy bình thường á, chứ không iPhone phải là máy này. iPhone nhìn như thật luôn. Tỷ lệ anh iPhone ít thật luôn. À Samsung. Cứ bật nguồn lên nó có lên không? Hả? Lên bình thường. Đâu? Bật nguồn lên nhé. Đâu, bật nguồn lên. Không có iPhone 7 á. À đấy. Dạ? Cái máy kia là máy ảnh treo kìa. Vâng, bỏ xuống xem. Cười lắm. Sao. Ê, iPhone nó giống y hệt luôn. Và cái quạt này, ở trên này cái quạt. Đâu? Đi. Hoa lang quy mô là hoa không vàng đây. Hàng nhái đầy. Nó không ra gì đâu. Cái tai nghe của Apple đấy, nó giống y hệt luôn. Đó, con xem tí, cái này là xem hay đây. Đây Fred. Quá rẻ. Cái thứ gì nói chung là thứ gì cũng sản xuất được hết. Sao nào? Ốp, ở trong này đa số là ốp của máy. Ở đây đa số là ốp của máy. Còn tai nghe, các loại tai nghe. Tai nghe. Ô điện thoại với tai nghe rất là nhiều. À để xem cái này. Dây đeo đồng hồ Apple Watch. Dây đeo đồng hồ Apple Watch. Nói chung là làm giả y hệt. Việt Nam đem về Việt Nam bán tha hồ mà. Lại. Apple Watch rồi dây sạc và các loại phụ kiện. À. Máy anh. Máy anh. Đồ làm. Dây cắp sạc rất là nhiều. Vâng, chúng ta đang còn đi vào chợ đồ phụ kiện điện thoại.
dài. Đồ phụ kiện điện thoại bán rất là nhiều. Kính thưa các loại phụ kiện. Sách da, đồng hồ, các kiểu, còn là điệu, dây chuyền. Đồng hồ y như thật. Làm nói chung là mình không phân biệt được là đồ gọi là đồ xịn hay đồ đều luôn, chịu. Người ta không biết tiếng Anh, em thì không biết tiếng Trung Quốc, em chịu. Em không biết tiếng Trung Quốc, tiếng Anh. Hai đồ lót, cô gái bán đồ lót rất là đẹp, dễ thương, áo vàng xinh xắn. Lên Google dịch cái chú. Hả? Google dịch chơi. Thôi mình lên tầng 2 đi. Rồi bây giờ mình sẽ lên tầng 2 nhỉ. Lên tầng 2 tiếp tục xem. Vâng, thưa các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chợ tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, và mình sẽ cùng với các bạn là đi Long Vòng. Ở đây thì áo quần và đồ linh phụ kiện điện thoại rất là nhiều. Chúng ta sẽ lên tầng 2. Các bạn đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Lang Thang Tung Tăng TV. Tung Tăng TV để vào xem nha. Xứ sở là đồ, áo quần và mọi thứ rất là nhiều. Giày dép, áo quần giá rất rẻ và chúng ta hoàn toàn có thể trả giá. Giày đợi con bới ba ơi, đợi con bới tí xíu. Giày dép đây, cái đường này là chúng ta có thể đi lên được. Rồi đi sâu vào trong chợ. Áo quần.
để ý túi xách bà nhé. Cứng luôn. Đủ các kiểu. Hả? Đủ các kiểu đồ li ti nó nhỏ. Gian này thì đa số áo quần và thể áo quần và giày thể thao. Đồ thể thao làm y như thật nha. To thế chơi thôi, ok. Đúng rồi, anh cái đấy anh chơi quần quần đen với áo trắng là ok đấy. À quên nhầm, quần đen với áo đen dây trắng. Vì ông này là ông chơi hip hop thôi, ông chơi kiểu chất. Hết rồi, như tầng 3 này hết rồi. Còn nữa mà chú. Đâu còn, đây là đóng cửa rồi mà. Đâu đằng này đấy ạ? Đâu? Hết tầng rồi con, đầu này hết tầng rồi. Còn cầu thang kia gì chú? Đâu cầu thang đâu. Không còn cầu thang lên đây kia. Bạn lên tiếp. Đi. Quá nhiều tầng luôn. Trên này là bán gì? Đây tầng trần rồi. Còn một tầng nữa. Nên là rất là cao. Đây là tầng 4 rồi phải không? Áo quần rồi. Ủa. Nhiều lắm. Đủ thứ đủ kiểu. Trên giày, trên tầng nữa cũng lại giày kìa. Nói chung là đa số là như vậy. Hàng mà phay loại 1 là nó bán sang giá cao lắm. Nó về tất cả các chỗ mà trung tâm nó hơi uy tín một tí xíu nó bắt đầu ném vào đấy thì thôi. Nhìn cửa hàng nó đẹp. Long lanh là ok. Túi xách, túi xiếc là rất là đẹp. Okay. Thôi đi, nhìn lại đầu này. Thôi đi, đi đường này. Có đường đấy không? Không có. Nam mà thấy thời trang thì thôi rồi. Xuống đường này. Phay loại 1 nó về nó tha vào mấy cái trung tâm thương mại hoành tráng là nó. Đây. Nhiều lúc bỏ vào gói trong các trung tâm thương mại ấy, mà bán giá thấp là người ta không tin. Mà bán giá cao thì mới hợp lý đấy. Nhiều lúc easy. Đường nào? Đường này.
Vâng. Vâng. Đâu người à? Đâu con? Đây chú đi đằng sau mà xem. Ờ. Đấy nó có mút trên à rồi, ơ xếp lại. Ờ ok. Hả? Bạn đâu? Không. Thôi. Không ạ. Quỳ. Lối ra này, cái chỗ lối thoát. Hử? Thôi đi bộ. Tìm cái chữ acid, đi vào đây tìm chữ acid mới thoát được thôi. Đi lại đường lên rồi. Đồ nữ. À, lên xong rồi có đường xuống đấy. Ừ. Xuống đó công nhận là đi lên đây đúng thủ phủ đúng không? Không phải thủ phủ nhưng mà nói chung là cái tập trung rồi mà ấy hàng hóa. Mấy ông vô biên bát ngát mái thoại đây, một cái thang đây. Ờ, xuống tầng cũ rồi. Không bao giờ lìa xa, tình đôi ta như muôn ngàn đó. Chơi chơi. Tìm không ra chỗ để mà thoát. Đông luôn. À, đa số là các bạn nam thanh nữ tú, cute xì tinh các kiểu để mua. Ai mình có thể đi xuống đường này này. Đúng rồi. Công nhận mấy cái này đem về bán mà giá cao thì ai mà biết. Ơi, đôi rất đẹp luôn đấy. Con nói thật luôn. Rất chơi đi lựa giày. Xem nào, xem nào. Theo bảo cửa xem nhé. Thử nhé, ra bắt mua. Thử đâu, mình thử thoải mái mà. Nào con cầm đấy.
như nào có một đôi giống giống như này. Được rồi. Nói chung con nhiều giày lắm nhưng mà con ghét của cái đôi ở nhà. Em à? Thật sự rất là em không biết tiếng. À, đi speak English, please. Next, next size. Có cái điện thoại hỏi giá bao nhiêu đưa bấm cái máy tính á, lấy cái máy lấy. À, máy tính á, đấy người ta sẽ có máy tính đây. 140 tệ là nhân 4 x 4 là 10 cho đi 100 đi, là tầm khoảng 400.000. Cái gì? Tầm khoảng giả về là 400.000. Giả về là tầm 400.000. Nó như nào? Tức là có nghĩa là 140 tệ này. Cầm. Đây này. Tức là 140 tệ đúng không? Mà anh nhân với 4.000 này. Ok, là nó tầm khoảng 560.000. Thì đúng rồi. Thì anh trả xuống tức là người ta sẽ ấy 140 tệ. Anh trả xuống bao nhiêu? Mình trả xuống độ khoảng em cầm vòng Việt Nam. 60 tệ. 60 tệ. Thì để nó vừa. Anh cứ trả rẻ đi. Rồi, ok. Hướng dẫn nó bảo là anh cứ trả. Thì hướng dẫn nó bảo là thật giả. Rẻ. 6 x 4 là 24. Rồi mẫu mã nó rất là đẹp. Mà mình thử trả xem. Anh lấy máy tính anh bấm thôi. Mẫu đẹp dã man nhỉ. 60 tệ là tổng thầu. Có nghĩa là tầm 240 hả? Vâng. Thế hả? Vâng. Mấy 240 thì mua. Người ta bảo bà ấy bao nhiêu? Bảo là 140 tệ. 140. Mình đang giả 60 tệ, người ta bảo là 100 tệ. 100 tệ thì không mua được. Là ấy không, đây là made in Việt Nam này. Thật sự đôi giày này rất là đẹp nha. Thì ví dụ chơi bụi như đẹp mà. Tuấn ơi mày đeo cực kỳ hợp luôn nếu mà. Thôi ông ạ, à, tôi mặc quần jean mà. Thế mày đang mặc quần gì đây? Quần đuôi con nhưng mà em không mặc được. Đau chân lắm, đi bộ cũng mặc không được. Đeo đôi này về hết rồi. Hai bên đang luyện. Thì tháng 3 là chạy marathon. Vâng. Gái, chào giá bạn, có nhiều con tối không, có nhiều con bé dễ thương. Ui, phải kê Trung Quốc nhìn mắt mắt dã man, nhỏ nhìn ngon sợ, nó sợ. Nó thế cho mấy ngày hôm nay chẳng qua có đóng không có gì ăn cũng mà chết. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khu phố đồ hiệu. Đồ hiệu đắt tiền. Ngó nghiêng tí. Đây hả? Sao đóng cửa rồi kìa? Chào nhau ạ. Tôi vào mỹ phẩm phải làm gì nữa?